Vâng, trở lại với chương trình là Ô Long xin chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn trẻ yêu nghề cũng như các em sinh viên và các em học sinh yêu nghề điện tử. Hôm nay Ô sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn ba cái kỹ năng, đó là kỹ năng cúp dây điện, đấu dây điện và quấn dây điện. Kỹ năng thứ hai đó là hàn chì, hàn những nơi khó nhất, hiểm nhất và hàn sao cho đúng và dễ dính chì. Kỹ năng thứ ba đó là sắp xếp các vật dụng trong nhà mình một cách đơn giản gọn gàng, đó là quấn dây điện. Nếu các bạn thấy hay thì bấm vào nút đăng ký để theo dõi được những cái clip chia sẻ thực tế mà không một trường đại học nào mà chia sẻ hết cho mình được. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm ngồi đại trường đại học học nhiều thứ lắm, không đủ thời gian để các bạn học những cái kinh nghiệm bên ngoài đâu. Một số bạn mà đã có lành nghề thì xin các bạn comment ở dưới để chia sẻ cho tất cả các bạn nhỏ sinh viên học sinh để học hỏi thêm. Ở đây Ô Long sẽ với vai trò mục đích chia sẻ thôi. Thì người ta nói là để tiền để của bằng non, không bằng để lại cho con cái nghề. Thì thường thì cha mẹ mình muốn cho mình một có cái nghề, nhưng mà hầu như là cha mẹ để là một cái nghề mà con cái không có thích nhiều, mà hầu như sinh viên ra trường làm trái nghề không à. Nên cái chia clip này thì mong rằng các bạn trẻ yêu nghề được đáp nhận. Nếu các bạn thấy hay thì sẽ bấm theo dõi, đăng ký để cho Long có những cái động lực để làm những cái clip tiếp theo hay hơn. Và tiếp theo thì Long sẽ chia sẻ cho các bạn một số kỹ năng mà mình gọi là tuyệt chiêu trong 30 năm nghề kinh nghiệm của Ô Long. Thì khi mà clip sau thì Ô Long sẽ cố gắng làm cho một cái clip dài, đó là chia sẻ bốn tuyệt chiêu, phân tích logic cơ bản là chúng ta có thể nắm được bốn cái tuyệt chiêu đó, chúng ta có thể sửa tất cả các loại máy điện thoại, máy tính, máy khoan, máy cắt, máy cài, máy ủi và máy đủ thứ máy hết. Chúng ta có thể sửa những vật dụng trong nhà một cách đơn giản nhất bằng cách phân tích logic và sử dụng những trang thiết bị của mình sẵn có mà không phải hiện đại lắm. Chúng ta cũng có thể sửa được những cái vật dụng của nhà chúng ta. Ô Long sẽ hứa sẽ làm một cái clip đó. Và nếu còn thời gian thì Ô Long sẽ ra nhiều cái clip hay và ý nghĩa hơn. Nếu các bạn thấy hay thì chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Thôi nhường lại cho cái anh ở dưới anh hướng dẫn để Vâng, thưa các bạn. anh giận à. Nếu sử dụng điện như thế này đây, trong nhà ta chỉ có những thứ này thôi, thì ta cũng có thể cắt được sợi dây điện này một cách nhanh chóng. Thứ nhất, bằng kéo. Ta có thể ấn nhẹ như một tí xíu và cầm một tay đây, cầm đây và có thể lắc một nhẹ cái xíu. Ngón tay của ta tút dây điện thì chúng ta để như thế này, bốn ngón này cầm lại, ngón cái đẩy ra và cái tay này phải bẩy lên như một cái đòn bẩy. Đây, các bạn thấy không? Rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Và nếu chúng ta không có kéo, có kìm to như thế này cũng được. Dễ dàng chúng ta điện ra, chứ không chúng ta khó khăn. Còn một cách nữa, đó là cách đốt. Trong những lúc mà bí quá chúng ta không có, cho lấy ngón tay thì rút ra, cẩn thận kiểu nóng nha các bạn, cũng được. Nếu không thì ta cứ dùng cái dao bào. Đây là cái dao bào khổ qua. Chúng ta cắt từ đây. Lấy cái dao bào. Có những sợi điện to các bạn tước không nổi. Chúng ta phải bào mỏng nó đi. Đây. Cuối cùng tức
nếu trong những lúc ta không có điều kiện và những cái dụng cụ mà tứ dây điện hiện đại thì chúng ta có thể dùng những cái thiết bị trong nhà. Chẳng hạn cái dao này cũng làm được, cái dao này bị chó cắn rồi các bạn ạ. Trộn chó nào mà nó ghê thiệt. Chúng ta khứa nhẹ thôi các bạn. Và chúng ta gọt nó từ từ. Cũng được. Họ thấy không? Rất là dễ dàng. Hốc quẹt, chèn, kéo, tất cả đều được hết. Và sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm hàn. Kinh nghiệm hàn rất là tuyệt vời. Như các bạn có đây là cái mỏ hàn. Đặc biệt cái mỏ hàn này các bạn muốn hàn mà cho nó dính thì các bạn lựa những cái nơi sáng nhất của cái mỏ hàn, chúng ta chích chì vô đây thì hàn tất cả những thứ gì mà cũng dính hết, rất là dễ. Đây chúng ta phải tập, đặc biệt cái ngón tay của chúng ta, năm ngón tay chúng ta phải tập thường xuyên. Ví dụ ở đây tôi có 5 sợi dây điện thì các bạn muốn hàn trước khi hàn, muốn bạn muốn trước khi hàn thì phải si chì nó, tại vì si chì ở dính ở đầu này thì các bạn hàn ở nơi khác thì nó sẽ dễ dính hơn. Ví dụ đây một con dây điện nữa, tôi một cái biện pháp khác để tôi tước dây điện. Đẩy ha, lấy cái tay này đẩy ra các bạn ha. Rồi. Ở đây có những sợi dây điện như thế này thì chúng ta phải luyện ngón tay ta như thế này đây. Chúng ta khi cầm lên đây thì hai cái ngón này cầm đây đó, chì thì chúng ta cầm như thế này, chì chúng ta cầm như thế này, hoặc là chì chúng ta cầm, hay là cái này ta cầm như gì, chì ta cầm gì đó, các bạn thấy không? Ví dụ như tôi hàng đây và tôi có thể linh động đó. Các bạn tập luyện như thế nào để mà mình có thể hàn được. Ví dụ cái này tôi cầm, những vật nặng bự quá tôi cầm đây được đó. Cái ngón tay tôi có thể đưa tới đưa lui được, đưa cái điểm sáng của cái mỏ hàn đây. Vâng, khi các bạn mà đã luyện được thần thục đó, thần thục mỏ hàn rồi thì lúc đó các bạn hàn cái gì cũng được hết. Những sợi dây điện nhỏ tí tì ti các bạn hàn cũng được. Đây là mỏ hàn, tôi dùng mỏ hàn bình thường. Mỏ hàn này rất là to và tôi có thể lấy được nhiều con linh kiện ở trong đây nè, nhỏ gì nè, cho ra được và thay thế nó được. Các bạn thấy không? Thay thế được luôn. Bây giờ tôi lấy thử cho các bạn coi nè. Đây là những con rất là nhỏ nhưng mà tôi lấy máy quay phim thì nó sẽ không thấy được. Bây giờ mình sẽ lấy cái con lớn hơn chút xíu nha. Ví dụ con này đi. Muốn lấy một cái con linh kiện nhỏ như thế này thì chúng ta phải dùng những biện pháp. Nếu chúng ta không có những cái biện pháp thì chúng ta đối đế như thế này. Tay của chúng ta đã liền rồi, thấy chưa? Và cầm còn hơn là một cái bàn giữ lại nữa. Có thể hàn được bất kỳ nơi góc độ nào. Rồi. Ví dụ như tôi lấy cái con cầu đi ốp lại ra đây. Còn thấy chưa? Thì chỉ đơn giản là tôi si chì cái chân cầu đi ốp bên này và bên này. Rồi, rất nhanh. Và để cho nó nguội tí xíu, tại vì nhiệt độ cao quá con này nó sẽ chết. Tiếp tục. Si chì bên đây. Rồi. Ok. Một cái động tác thứ hai. Rồi động tác thứ ba. Đơn giản thôi. Nếu chúng ta có dít thì nó rất là đơn giản rồi, chỉ cần dùng mỏ hàn thôi. Các bạn chích nó hơi nóng một chút xíu, các bạn nại nó lên
Rồi, hai chân đã lên. Và tiếp tục các bạn lấy nó ra. Ok. Nóng quá. Đây, các bạn thấy không? Thấy chưa? Rất là dễ dàng. Khi chúng ta đã luyện được thuần thục mỏ hàng thì sẽ được. Bây giờ tôi gắn lại cho các bạn thấy. Gắn lại rất là dễ. Dễ hơn lấy ra nữa. Để mình coi cái hướng cầm chừng như thế nào đây. Tôi không thể thấy được cái cọng cái chừng. Và tôi hàng lại. Nếu mình có díp, có nhíp thì rất là dễ rồi. Tôi ví dụ như là có nhíp. Có nhíp thì chúng ta chỉ gắp con này chúng ta để lên đây. Thấy không? Thì chúng ta sẽ hàng được thôi. Nhưng cái này không có nhíp. Chúng ta phải toàn thủ công. Ví dụ như các bạn mà lạc vô rừng hay là gì đó thì mọi biện pháp mà để chống chọi bản năng sinh tồn của mình phải tìm ra những cách đó. Thì đây cũng vậy. Con này nó đang xéo. Tôi sẽ dùng mỏ hàng để chỉnh lại. Rồi tôi chỉnh một chân nó trước. Đó, các bạn thấy chưa? Đào cho nó vừa khô rồi bắt đầu dứt nó qua. À, chúng ta có thể lái được nhiệt độ, kiểm soát được nhiệt độ trên đây luôn. Ok. Họ thấy không? Chỉ hàng một tay thôi. Rất là đơn giản, khi chúng ta luyện được tay của mình, bàn tay của chúng ta có thể cầm tách dây điện, có thể hàn cùng một lúc rất là nhiều mối hàn, không phải vân vân. Lúc chúng ta là một người thợ giỏi thì đi tới đâu khi gặp những trường hợp khó khăn nhất chúng ta cũng có thể đối phó được. Xong à, nhà thấy bề bộn quá. Lúc này đệ tử học nghề xong ra hết rồi. Bây giờ à, bề bộn quá. Vậy là thấy không ưng rồi. Nhiều khi bề bộn như vậy nè, mình có đồ á, mình đi kiếm cũng chết luôn á. Mình không biết để đâu hết trơn á. Nhưng mua cái mới, mua ghét cái thành một đống luôn nè. Nội súng bắn keo không à, súng bắn keo nhiệt không à, một đống nè. Những cái chục cái vậy đó. Để mình gom gọn đây nè. Sẵn có dịp này á, mình hướng dẫn cho các bạn luôn là cách quấn dây. Đó, quấn dây sao cho nó gọn nè. Đó. Xò lại. Xò lại. Đó, đó, đơn giản giống như đang giỡn vậy đó. Nè. Mà các bạn luyện những cái kỹ năng này á, tôi nói thật các bạn không có thừa đâu. Tại vì khi mà mình làm việc cho một cái cơ quan nào á thì người ta họ đánh giá vào cái tay nghề của mình, cái tay của mình á và cái nghề của mình á. Hả? Cái tay mình nó có được điêu luyện hay không, người ta đánh giá cao lắm. Giống như là hồ lông nè, mà nhận học viên á vô phải chỉ những cái cơ bản gì nè, đôi lúc cũng nhàm chán nhưng mà nó cũng vui, nó gọn gàng ban đầu thì nó sẽ ngăn nắp à, mà cũng quỳ vốn ha, gọn gàng ngăn nắp cũng giống đó các bạn. Bệnh cái này ra, nhét cái này vô trong cái lỗ đó, rồi xong gọn gàng. Thôi để ta làm lại cái nữa cho các bạn thấy nha. Đó, vậy là không được rồi. Và các bạn biết khi mà một người mà chủ doanh nghiệp người ta tuyển mình á, coi cái tay nghề của mình á, vừa cái tay nghề mình nó có điêu luyện hay không á, từ những cái nhỏ nhặt người ta nhìn thấy, người ta biết mình, người ta đánh giá cao hay thấp mình này, là lúc đó lương của mình nó cao hay là cái chức vị mình cũng được thăng tiến hay không. Có nhiều người làm 4-5 năm mà cũng lương không lên, là tại vì không có chịu học hỏi,
những cái cơ bản nhỏ là người ta nói học ăn, học nói, học gói, học mở các bạn ạ. Mà các bạn nhiều khi các bạn học một cái thôi mà sử dụng hai ba cái, ví dụ như thế này là mình đang học gói nè, à, học gói nè, nhưng mà mở ra nó dễ lắm, khỏi bị học. Có nhiều anh chị, nhiều các bạn có cái mở ra không học cũng biết nữa nhưng mà gói lại thì hơi khó, nên mình học một cái một đi ha, là cũng mấy cái kia cũng được. À, những cái bài tiếp theo mình sẽ chỉ cho, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có, à, có nghĩa là làm một thợ giỏi là phải học tuyệt chiêu. À, ngoài những cái cơ bản trong trường mình học thầy, học bạn, học đủ thứ hết, và có những cái mình phải học học mà gọi là tuyệt chiêu. À, mình những bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn là một cái tuyệt chiêu gọi là sửa sửa điện tử cơ bản. Khi học cái tuyệt chiêu này gồm có bốn cái tuyệt chiêu, bốn cái tuyệt chiêu này là các bạn sửa tất cả các máy luôn chứ không phải là một số máy nữa. Học xong cái bốn cái tuyệt chiêu này luyện thuần thục thì các bạn sửa đủ thứ hết, sửa cái gì cũng được hết, máy hàn, máy cắt, máy phan, máy ủi, máy đủ thứ, thậm cái máy cài, máy sới, máy bay luôn cũng sửa được nữa. À, cái này nó hơi quá nhưng mà nó là theo phân tích logic học nó, mình sẽ có những cơ bản rồi mình cái máy nào mình cũng sửa được hết, nó theo một cái logic, nó trình tự đó các bạn sẽ sửa xong, thấy không, gọn gàng. Và tôi hứa với các bạn là tôi sẽ dành thời gian để làm một cái bài đó, là chỉ hướng dẫn cho các bạn bốn cái triệt chiêu đó mà tôi đã đúc kết là 30 năm kinh nghiệm rồi, và tất cả những cái máy bảo đảm với các bạn là có thể sửa được hết. Gọn gàng thôi. À, xin chào và hẹn lại các bạn. Nếu thấy clip này hay thì nhớ bấm vào cái chuông bên góc phải á, và bấm vào đăng ký để được theo dõi cái video mà mới nhất, để ô được vinh hạnh chia sẻ được những cái kinh nghiệm của mình đến các bạn trẻ và đến cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau. Để chia sẻ dễ lắm các bạn à. À, ô Long sẽ chia sẻ cho các bạn cái chia sẻ nha. Mà chia sẻ cho những cái chia sẻ nó hơi rối lắm không ta. À, đầu tiên là ví dụ như mình muốn học nghề mà tự lập nghiệp á, tự học nghề lập nghiệp á, mình bấm lên chữ tự học nghề lập nghiệp. Học. À, để có sẵn luôn nè. Trong đây ô Long sẽ có những bài chỉ thiết kế phim ảnh Corel rồi để làm để học nghề quảng cáo rồi đủ hết. Có nhiều cái danh sách đây, ví dụ như tự học nghề lập nghiệp là mình bấm vô đây, hay tự học nghề lập nghiệp nè đó, mình tên là Võ Văn Ngô nha, ta gọi là Ô Long. Rồi bây giờ mình muốn xem một cái clip này hay, mình ví dụ như mình cái clip này đi, clip này của Ô Long nè. Bây giờ đây những cái video, ví dụ như mình vô đây mình xem á, những cái video như thế này nè. Ví dụ như cái video này đi, là cái cách sửa những cái con chuột á, mình làm hàng ngày đó mình đừng. À, thì mình thấy hay á, thì mình sẽ chia sẻ các bạn. À, chia sẻ qua đường, mình chia sẻ nè. À, nó có rất là nhiều cái mục chia sẻ nè, các bạn mà muốn con em mình, hay là nhiều người biết được cái clip hay thì các bạn bấm vào Facebook đó, chỉ vậy thôi, là đăng nhập Facebook vô rồi mình chia sẻ đó, mình nếu mình có Facebook sẵn nó đơn giản không các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ chia sẻ giùm vô Long nha, để Long có cái động lực để mà làm những cái clip ý nghĩa hơn, vui hơn. Xin chào. Mà quên nữa, nếu các bạn mà thấy hay nữa và muốn theo dõi nữa, thật sự muốn theo dõi thì các bạn bấm vào cái chuông nè. Đó, cái chuông này nè. Là khi mà mỗi lần mà Ô Long post là một cái bài nào đó, làm cái clip bài nào đó là các bạn là người đầu tiên để xem. Đó, rất là thú vị ha các bạn. Đó, bấm vô cái chuông ha, thông báo. Hoặc là các bạn muốn thắc mắc gì đó các bạn comment ở dưới
ở bên dưới, thì có nhiều cái anh chị lành nghề đó họ xem clip này nè, còn có nhiều chỗ thiếu á, chưa hay, thì những anh chị đó chia sẻ cho các bạn, cùng với Âu Long sẽ chia sẻ cho các bạn để nắm sâu hơn những cái clip của Âu Long chia sẻ trên YouTube. Xin chào, hẹn lại các bạn sau nha. Kỳ này là chắc hết luôn rồi đó.